Thoại coi. Tôi đặt béo. Ôi trời, đi đâu này? Em ra đây ngồi em bố con tôi cho vui nha. Vào đây, vào đây. Chào chú ạ. Chào bác. Bác. Chúng mày cứ xem xét đi thôi, chắc là không nhớ mặt bác. Đặt béo à? À, tôi nhớ một việc. Ông đại diện cho những người ung thư hơn một chục năm mà vẫn sống khỏe. Ông động viên hộ thằng con tôi mấy lời. Vâng vâng, cháu nó cũng bị ca. Nhưng mà ông nhớ là phải làm như là vô tình anh em mình gặp nhau ấy nhá. Rồi 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 rồi. Mà theo tôi ấy, thì ông cứ mắng thẳng vào mặt nó cho tôi. Cái thằng này nó bị ca nhưng mà nó lại theo cái kiểu hệ trầm kha. Càng âu sầu ai oán thì nó lại càng hưng phấn không ạ? Tôi nói thế anh có hiểu không? Vâng ạ. Vâng, trông mặt ẩn thối ra là biết là chưa hiểu. Bác với bố cháu ngày xưa vào sinh ra tử có nhau. Cái hồi biết tin bác bị ung thư giai đoạn 3, bố cháu về tận làng để thăm bác. Khóc từ đầu làng khóc vào. Rõ dơ. Thế mà bây giờ bác khỏe gấp đôi bố cháu. Đấy, để thi xem là thằng nào đứt trước. Phải nói là cái tinh thần mà chiến đấu chống lại bệnh tật này của bác Đạt ấy thì tuyệt vời. À, mấy ông mà chuẩn bị phong bì để phúng viếng ông ấy đi cả cho ấy. Đấy. Giặc còn chả giết được anh em mình. Mấy cái con ung thư vớ vẩn ấy, nhầm nhò gì. Các anh bây giờ động đau đớn gian khổ một tí là khóc lóc ẻo lả lắm. Nào, thẳng cái lưng lên, quân dung tươi tỉnh lên xem nào. Đấy, tinh thần sẽ chiến thắng mọi bệnh tật. Bây giờ đồng chí phải tập trung tư tưởng chữa bệnh và điều trị cho tốt. Rõ chưa? Rõ. À, uống thôi. Mời bác. Mời bác ạ. Đấy, ông thấy chưa? Ba cái thằng danh con mình lừa phút mốt. Ăn thế nào được anh em mình? Toại còi này á, bài binh bố trận á, gọi là nét căng. Nhưng mà này, nói vậy thôi, ông cũng phải chăm sóc cho động viên thằng Công một chút. Giai đoạn hóa trị này là người mệt lắm đấy. Mà cả ông nữa, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thôi, cảm ơn ông bạn già nhiều nhá. Về nhá. Bố mời bác Đạt đến để giáo huấn con đúng không? Gì nhố nhăng. Ai thèm làm mấy trò trẻ con. Thế đi vào không tiếp.